Sáng ngày 29 tháng 3, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã tổ chức hội nghị sinh hoạt cấp ủy về quán triệt nghị quyết 08 NQ-TVK của Bộ Chính trị và các tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đảng viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, cấp ủy của 75 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ và các đảng viên thuộc khối cơ quan Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch truyền đạt nội dung nghị quyết 08 ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, du lịch cùng với nông nghiệp và công nghệ cao là ba lĩnh vực chủ đạo mà ngành kinh tế Việt Nam đang tập trung phát triển. Đồng chí khẳng định, nghị quyết 08 là văn kiện có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của ngành du lịch. Năm 2016, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001. Khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001, đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP. Trong 3 tháng đầu năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đón trên 3,2 triệu lượt khách quốc tế, trung bình mỗi tháng đạt trên 1 triệu lượt. Đây là những con số tích cực đối với ngành du lịch Việt Nam kể từ khi nghị quyết 08 được ban hành. Về cơ sở hạ tầng du lịch, đây là giai đoạn ngành du lịch Việt Nam nhận được sự quan tâm và thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn. Các khu nghỉ dưỡng sang trọng, khách sạn cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí từng bước được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, chính sách thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân từ 40 quốc gia thuộc châu Á, châu Âu và châu Mỹ đã được triển khai, qua đó giúp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và thu hút du khách đến với Việt Nam. Phổ biến những nội dung quan trọng của Nghị quyết 08, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Nghị quyết đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút 17 đến 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để thực hiện được mục tiêu trên, Nghị quyết 08 đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế chính sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường xúc tiến quảng bá, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT chia sẻ về cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra, những tác động tích cực, thách thức đặt ra của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với Việt Nam nói chung và ngành văn hóa thể thao du lịch nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển ngày nay.